Xin chào tất cả các phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 1, tập 1 nhà xuất bản Tân Diều. Hôm nay chúng ta sẽ làm cái bài số 11 luyện tập trang 23. Bài số 1, điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. Rồi, bài này thì chúng ta quen rồi chúng ta không cần thiết chúng ta phải đếm cái này được. Chúng ta nhìn vô con số là chúng ta điền thôi số 5 lớn hơn số 3 số 4 bán số 6 số 7 bằng số 7 hai con số giống nhau là bằng nhau bài số 2 cũng tương tự vậy điền dấu lớn dấu bé hoặc là dấu bằng số 7 số 10 lớn hơn 7 10 số 6 lớn hơn số 3 số 9 bằng nhau số 8 lớn hơn số 1 hai à, số bằng nhau bài số 3 viết các số sau số 4 số 8 và số 5 câu a theo thứ tự từ bé đến lớn bé nhất là con số 4 tới con số 5 Từ số 8 người ta nói tiếp theo câu b là theo thứ tự từ lớn đến bé có nghĩa là đảo ngược cái cái này lại là con số 8 là số đứng trước số 5 à, tiếp theo còn số 4. À. Bài số 4. Khoanh vào tên bạn có ít viên bi nhất. Sau này có bao nhiêu bạn? Bạn Lê, bạn Hà và bạn Vũ. Rồi, mình đếm số viên bi của bạn Lê trước coi bao nhiêu quả đây, bao nhiêu viên đây. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. Bạn này là 9 viên nè. Đếm của bạn Hà bao nhiêu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 viên nè. Bạn Vũ bao nhiêu viên đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bạn Vũ này 6 viên. Và bây giờ người ta yêu cầu gì? Khoanh vào tên bạn có số viên bi ít nhất là số 9, số 7, số 6. đây là bằng vũ này. Là gói số nguyên bi ít nhất. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Xin chào các em nhé. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo. Xin chào các em.